Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc trời ban, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, làm ăn đắc thắng, tiền bạc ùa về, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Điềm viên vui với tuổi già, đong đầy hạnh phúc, cửa nhà bình yên, thảnh thơi chẳng phải lụy phiền, du chơi hội lớp vùng miền dọc ngang, gánh hai thế kỷ bước chân, vai sờn áo vai tảo tần bôn ba, gieo câu lục bát mượt mà, bách niên giai lão thuận hòa phúc an, đêm quỳnh mơ giấc chứa chan, tuổi xưa nay hiếm thế gian đã từng, xốn sang trong dạ tưng bừng, lời hoa chúc thọ vui mừng ngày sinh. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, lén làm điều này trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, tiền bạc sẽ ùn ùn kéo về nhà, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Quý vị thân mến, người đời thường nói đời là vô thường, thế sự là vô lường. Thật vậy, không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy đến vào ngày mai trong kiếp con người. Cuộc sống và vạn vật xung quanh chúng ta luôn luôn biến đổi theo không gian và thời gian, không có sự vật hay sự việc nào tồn tại vĩnh viễn, đó chính là vô thường. Theo lá số tử vi, dự đoán người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong các tháng 6, tháng 7 và 8 âm lịch sắp tới sẽ bất ngờ hưởng lộc trời ban, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, trả sạch nợ nần, đổi đời cải vận và trở nên giàu có hơn người nếu biết nắm bắt cơ hội. Cuộc sống từ đây sẽ sang một trang mới, an nhàn hưởng phước lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy, vận mệnh của quý vị sẽ ra sao? Người tuổi Quý Sửu cần làm gì để có được cơ hội giàu có như vậy? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của video ngày hôm nay để tìm hiểu và chiêm nghiệm. Quý anh chị tuổi Quý Sửu thân mến, đến tuổi 50 không còn những mơ ước cao xa, khi hành trình trải nghiệm cuộc sống đã đi được quá nửa chặng đường. Khi tâm đủ tịnh, khi lòng đủ sâu, dù có là ai, ở đâu và làm gì cũng chỉ mong tích lũy đủ cho mình ba điều quan trọng nhất để cuộc sống tuổi xế chiều sẽ an yên. 1. Cơ thể khỏe mạnh. Tuổi 50 tìm thấy sở thích hay ho, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho mình nơi để về và khoản tiền tiết kiệm đương nhiên rất quan trọng. Tuy nhiên, còn có một điều quan trọng hơn thế, đó là sở hữu một cơ thể khỏe mạnh. Nhiều người khi còn trẻ, vì công việc, vì gia đình, vì con cái, không tiếc bảo mòn sức khỏe của mình. Mặc dù những nỗ lực sau đó cũng đạt được danh tiếng lý tưởng và sự giàu có, nhưng vô tình đánh mất điều quý giá nhất, đó là sức khỏe. Dù biết rằng con người không thể trốn được cái gọi là sinh lão bệnh tử, nhưng hãy sống thật có giá trị và đúng nghĩa với một thân thể khỏe mạnh, sức khỏe đủ đầy, bởi lẽ mục tiêu của tất cả nỗ lực suy cho cùng chính là hạnh phúc, mà không có sức khỏe, tiền nhiều đến mấy cũng không thể hạnh phúc. 2. Có đủ tiền bạc để tự lo cho cuộc sống bản thân. Chúng ta đều hiểu rằng tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì vô cùng vất vả. Đây là thứ thiết yếu trong cuộc sống của con người. Mọi việc chúng ta làm hàng ngày là để kiếm tiền và đạt được cuộc sống lý tưởng của mình. Ta có thể dùng đồng tiền để nâng cao sức khỏe, tiết kiệm thời gian, tìm kiếm hạnh phúc, tri thức, địa vị, danh vọng. Vật chất luôn là một phần quan trọng để quyết định chất lượng cuộc sống. Đó là điều hiển nhiên, tiền là bảo đảm vững chắc nhất cho cuộc sống của chúng ta. Nhất là khi về già, khi không còn sức khỏe cũng không còn khả năng lao động, không có tiền trong thời gian nghỉ hưu quả thật rất khó khăn, đi lại hay sinh hoạt cũng bất tiện, không may cơ thể mắc bệnh. Chỉ riêng chi phí khám chữa bệnh đã không phải một con số nhỏ, thay vì dồn toàn bộ gánh nặng tuổi già lên vai con cháu, chúng ta nên có chuẩn bị trước về mặt tài chính sau khi nghỉ hưu. Điều này sẽ có ích cho cuộc sống, một số khoản hưu trí sẽ trở thành trụ cột cho người già, vì suy cho cùng, làm phiền con cái trong mọi việc có khi lại càng khiến chúng ta khó xử. Vì vậy, để khi về già không phải đối mặt với tình trạng khó khăn về vật chất, ngay từ khi còn trẻ mỗi người cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng. Khi cơ thể trẻ khỏe,
cần chuẩn bị các khoản dự phòng, đảm bảo khả năng chủ động về tài chính khi đến tuổi xế chiều trong các tình huống rủi ro. 3. Có một mái nhà sinh. Có người đã nói, gia đình là nơi trú ẩn an toàn, chúng ta chỉ có thể thật sự thoải mái và hạnh phúc khi có một gia đình, nhà là nơi ta sống, nơi ta trút bỏ mọi cảm xúc, sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc và là nơi ta xây dựng một cuộc sống yên bình, có nhà, tâm trí và thể xác của chúng ta đều có nơi nương tựa. Vì vậy, dù có gặp phải phiền toái hay sầu não ở ngoài, chỉ cần về đến nhà cả tâm trí lẫn cơ thể đều có thể thanh thản hơn. Khi về già, điều con người cần hơn cả là có một mái ấm của chính mình. Người lớn tuổi thường có thói quen lối sống khác với thế hệ trẻ. Nếu ở chung với gia đình con cháu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những bất tiện trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cha mẹ con cái. Thậm chí, nếu không có một mái nhà để che gió che mưa thì lại càng khó khăn hơn. Nếu bạn muốn tìm được sự an yên khi bước qua ngưỡng cửa trung niên, điều đầu tiên là phải có nơi ở của riêng mình. Và sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về tính cách cuộc đời tuổi Quý Sửu 1973. Người xưa có câu, con trâu là đầu cơ nghiệp, nhưng lắm lúc Quý Sửu hay ngồi làm nhảm, con trâu là đầu cơ cực thì đúng hơn. Cơ nghiệp có hay không thì chưa biết, nhưng cơ cực thì là một thứ thấm đẫm trong mệnh căn của Quý Sửu suốt những năm tháng vào đời. Bản mệnh của Quý Sửu là vàng trong biển lớn, vàng này tượng trưng cho vô hạn khả năng, vô hạn phú quý, vô hạn tựu thành, cùng vạn sự như mong. Tiếc rằng vì là vàng trong biển nên cần tốn thời gian để đưa về bờ, chìm ở dưới đáy cần tốn công để khai thác, nên tất cả những vô hạn khả năng mà Quý Sửu trông thấy được lắm lúc chỉ ở trạng thái tiềm ẩn, lắm khi do chưa tới thời điểm mà chỉ biết nhìn đất trời thở dài ngao ngán, oán thiên địa sao ta có tài mà chưa gặp thời, sao ta đã nỗ lực chăm chỉ bền bỉ mà kết quả vẫn nhiều phần ý trời trêu ngươi. Quý Sửu gọi là có tài mà chưa gặp thời, giản đơn vì Quý Sửu là bản mệnh có trình độ lắm, họ luôn đi lên từng bước, cặm cụi từng phần, bước dần lên từ bậc thang số 1, tiến đến đỉnh mà chẳng nhảy cóc bậc nào. Trong công việc hiếm có Quý Sửu nào một bước lên tiên, thường xuất phát điểm từ nhân viên, rồi dần dần thăng tiến. Chính vì vậy họ sẽ hiểu về công việc họ làm, thấm công việc họ được giao, có kiến thức, có trình độ, có kinh nghiệm, hiểu cách quản lý, biết quy trình vận hành, nên cái mà Quý Sửu thiếu suốt những năm tháng trước 2023, giản đơn chỉ là một cái cơ hội, hoặc giả một cái thời cơ, để cái tài được tỏa dạng, xứng với ánh hoàng kim trong cái vàng đáy biển thuộc mệnh căn của mình. 2023 đến 2025 này, dù là nam hay nữ, Quý Sửu cần phải đặc biệt lưu ý, đây là thời điểm mặt trăng và mặt trời sẽ xoay quanh số mệnh của họ, cho họ cái thời mà họ vẫn chờ đợi, cho họ cái cơ hội để phát huy khả năng, cho họ may mắn, cho họ hanh thông, vô vàn thuận hên cùng cực nhiều thuận lợi. Quá trình này chỉ dài trong 3 năm, sau đấy là lúc Quý Sửu sẽ lặng lẽ tiêu hóa hết những gì mình đã ăn vào trong 3 năm này, để chuẩn bị cho một chu kỳ mới, rực rỡ hơn trong bản mệnh của mình. Vậy nên đây là một số điều Quý Sửu cần lưu tâm để tận dụng đoạn 3 năm này một cách xuất sắc nhất. 1. Khi cửa tài lộc mở ra, ắt cửa cung tình cảm hẹp lại, cửa cung con cái nhỏ lại, nên thay vì phân tâm vào chuyện tình cảm hoặc đợi chờ con cái, tốt nhất nên tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn, vì bản mệnh của Quý Sửu như thỏi vàng nằm lặng dưới đáy đại dương, sâu sắc và tình cảm, nhưng ít người quan sát được, ít kẻ thấu hiểu được, chẳng mấy ai sẻ chia được, đằng sau nụ cười và thái độ thản nhiên là một tâm hồn ngang dọc suy tư mỏi mệt, lắm trách nhiệm vào thân, nhiều lo lắng cầu toàn, vậy nên thay vì chú trọng vào thứ mình không dễ dàng có được, thì hãy tập trung vào điều đang được đất trời rộng mở nhiều hơn. 2. Một cơ hội như này, mỗi năm năm mới có một lần, lắm lúc 10 năm mới có một lần, nếu Quý Sửu bỏ lỡ đến 2031 hoặc 2035 mới có một lần thời gian vàng quay lại. Thử hỏi khi đó Quý Sửu đã bao tuổi, liệu có còn lực, liệu có còn liều, liệu có còn chăm, cùng đam mê và nhiệt huyết. 3. Đừng sợ thế gian bên ngoài quá rộng lớn bao la, đất trời sẽ không vào hàng cá để mua rau, nói nôm na cái gì đã sắp đặt trước, tức mình có đủ khả năng để xử lý và hoàn thành. Quý Sửu đủ trình độ, cũng đủ sự chăm, đủ tận tâm và đủ nhiều trách nhiệm, cái mà bạn thiếu chỉ là một chút sự tự tin, một chút sự ngông cuồng mạnh dạn tiến tới. Ai cũng hiểu vì sợ thua nên Quý Sửu cầu ổn, nhưng nhiều năm sau này cái ta hối hận sẽ luôn là về những điều ta chưa từng làm, chứ ít khi ta sẽ hối hận về cái ta đã thực hiện. 4. Trong quá khứ Quý Sửu đã nhiều lần thất vọng vì nhân tâm và nhân tính, vậy nên họ lựa chọn thu mình vào cho đỡ mệt thân. Nhưng luôn nhớ rằng trâu mà không có người dắt thì lắm lúc cũng kiểu đi bừa mà chẳng đúng đường đâu. Vậy nên có thể kiếm một người làm đối tác, kiếm một tổ chức mà phò trợ, đừng lo lại cho đi nhiều hơn là nhận được. Vì bây giờ bạn sẽ hiểu thế nào là thuận may, cũng sẽ hiểu thế nào là chân quý nhân, cho ta sự phò trợ,
mà ta từng chờ đợi trong im ắng. 5. Hãy thử sức mình ở vai trò mới, ở một vị trí mới, ở một cấp độ mới. Tôi không khuyên bạn liều lĩnh hay tất tay đánh cược cuộc đời. Tôi chỉ nói với bạn rằng, có một câu nói là, một kẻ 20 tuổi chưa từng cuồng, tức ta có tiền đồ, đến 30 tuổi vẫn chưa từng cuồng, lại càng ta có tiền đồ. Đến 40 tuổi vẫn không dám cuồng, tức sẽ có một đời bình thản mà ngẫm lại nuối tiếc nhiều năm sau này. Sao không thử điên cuồng một khúc, ngông nghênh một đoạn, dám liều một chút, cho xứng với cái khả năng của chính mình. Ta không muốn giản đơn sinh tồn, ta muốn chăm sóc cho gia đình, tựu thành cho bản thể, vậy thì phải làm có ý nghĩa sự tình. Cơ hội chỉ đến với người có sự chuẩn bị, bạn đã chuẩn bị đủ lâu rồi, giờ là lúc nắm bắt mà thôi. Tuổi Quý Sửu là người có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái tự nhiên. Họ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, chịu nhiều vất vả, nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất hanh thông, tuy tiền vận chịu nhiều vất vả. Xuất thân cơ hàn, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, họ phải tự thân vận động, không được nhờ cậy gì về gia đình, mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên, đến trung vận vượng khí phát, sự nghiệp bắt đầu có nhiều bước tiến triển tích cực, dần giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể. Tư duy nhanh nhạy giúp họ khá nhiều trong công việc, họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Người này có đầu óc kinh doanh khá tốt, rất hợp đi theo con đường kinh doanh buôn bán, tài lộc cực vượng, không lo chuyện cơm ăn áo mặc, tuổi già phúc thọ song toàn, hưởng lộc an nhàn. Tuổi Quý Sửu là người độc lập, không thích người khác gò ép quản lý. Sự nghiệp tuy có nhiều phong ba bão táp, nhưng cuối cùng vẫn có thể thực hiện được ước mơ. Kinh tế ổn định, tiền bạc dư dôi. Một số người tuổi Quý Sửu có cuộc sống tiêu dao an lạc, cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Họ là người có địa vị trong xã hội, được mọi người kính trọng, có thể trở thành tầng lớp giàu có thượng lưu, thông minh đĩnh ngộ, phong thái tiêu dao, hiểu sâu biết rộng. Họ sống thoải mái và biết cách tận hưởng cuộc sống, nên dựa vào tài trí của mình để đi theo các ngành thiên về nghiên cứu. Tuy trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn, lên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, hóa hung thành cát, hậu vận cực tốt, gia đạo an yên, sung túc giàu có, con cháu đầy đàn. Tuổi Quý Sửu cũng có tài nghệ tinh thông, có duyên ăn nói, biết tiến biết lùi, ứng xử khéo léo, tương lai là người có sự nghiệp thành công. Tuổi Quý Sửu cũng có sức khỏe rất tốt, phúc khí vượng, cuộc đời ít phải trải qua hiểm nguy, cũng không có nạn kiện cáo lao tù. Họ là người thông minh lanh lợi, giỏi ứng biến, linh hoạt, đa lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn. Trong công việc họ là người giàu tính sáng tạo, họ đưa ra những ý tưởng độc đáo, có thể trở thành người lãnh đạo nắm quyền lực trong tay. Về già họ là người có địa vị trong xã hội, được người người nể trọng. Có điều trên con đường sự nghiệp, người này đôi khi sẽ gặp phải nhiều điều ngáng trở, chứ không được thuận lợi suôn sẻ tất cả. Tuy có nhiều lúc Quý Sửu nản lòng thối chí, nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhờ đó mà gây dựng cơ nghiệp cho mình. Có thể nói, vận mệnh của người tuổi Quý Sửu khá tốt, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên, họ có phần không thỏa mãn với bản thân, nên luôn luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của bản thân mình. Một số người tuổi Quý Sửu tuy xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn áo mặc cả đời không cần phải lo lắng. Thời vận an hòa, mọi sự như ý cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Quý Sửu là người có ý chí ham học hỏi, họ luôn cần cù chăm chỉ học hành, giỏi giang trí tuệ hơn người, lại dũng cảm kiên cường trên con đường sự nghiệp. Có thể nói họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến rất cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình, luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào. Họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. Tuổi Quý Sửu luôn sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Người tuổi Quý Sửu luôn là những người hậu phương vững chắc nhất, giúp bạn chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu, dù có trải qua những khó khăn thăng trầm trong cuộc sống. Phụ nữ người tuổi Quý Sửu sẽ luôn là người ở phía sau ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh, giúp bạn vượt qua thử thách nếu như có ai cố tình xúc phạm hãm hại mình. Người tuổi Quý Sửu đôi khi họ hay bảo thủ và chấp vặt, họ cũng không bao giờ bao dung để dễ dàng tha thứ lỗi lầm của một ai đó. Khi gặp phải những chuyện phiền muộn đau khổ, họ có xu hướng khép mình, không tâm sự với bất kỳ ai. Người tuổi Quý Sửu tính tình thẳng thắn, không bao giờ lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu của mình. Họ có trách nhiệm với tập thể, làm việc cũng vì lợi ích của tập thể, luôn khiêm tốn nhường nhịn người khác. Mỗi khi phải giải quyết vấn đề gì đó, họ luôn cân nhắc theo lý trí, hoàn toàn không để tình cảm xen vào. Đôi lúc sự thẳng thắn ấy khiến cho tuổi Quý Sửu bị người khác hiểu lầm, trách móc. Tuổi Quý Sửu ít khi thể hiện cảm xúc của mình với mọi người,
nhưng nếu gặp được người phù hợp họ sẽ bộc lộ nội tâm phong phú và trái tim chân thành với người đó. Tính cách của Quý Sửu thường thì không giỏi giao tiếp, nên thường cô độc không biết cách nắm lấy cơ hội chủ động tiếp cận người mà mình có cảm tình. Chính vì thế mà lỡ dở không ít cơ duyên. Không hiểu về tình yêu nên chặng đường chinh phục nửa kia của Quý Sửu khá gian nan. Tuy nhiên, sự nhẫn nại và nỗ lực của họ nếu gặp đúng người sẽ được đền đáp xứng đáng. Người tuổi này không biết cách thể hiện bản thân, nên trong mắt người khác họ khá lạnh lùng. Có điều bề ngoài như vậy hệ thu hút được rất nhiều đối tượng, là người nhiệt tình và hướng ngoại theo đuổi. Theo dõi tử vi 12 con giáp nhận thấy, bước sang tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch sẽ có cơ hội và thách thức song hành. Nhưng chỉ cần bản mệnh chú ý và nắm bắt thì sẽ có cơ hội lội ngược dòng thành công, cụ thể như sau. Tử vi tháng 6, tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tháng của 12 con giáp nhận thấy, vận trình tháng Tân Mùi và nhâm thân của người tuổi Quý Sửu có sự biến động khá lớn. Được tử vi các tinh soi chiếu, tần suất bản mệnh đi công tác, tham dự hội thảo nhiều, sự nghiệp hanh thông, chú tâm làm việc sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Giai đoạn này chính là thời cơ tốt để phát triển sự nghiệp quy mô lớn. Tuy công việc có nhiều biểu hiện xuất sắc, được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao, nhưng làm gì cũng cần chú ý mọi việc xung quanh, tránh tình trạng bị tiểu nhân quấy phá mà không hề hay biết. Tài lộc vượng, thu nhập dồi dào, có lợi cho đường thứ tài, đầu tư thu lời lớn, có thể xúc tiến hạng mục đầu tư mới mở rộng quy mô làm ăn. Tuy nhiên, anh chị cũng cần chú ý khi đã kiếm được nhiều tiền thì nên lấy tích lũy làm trọng để dùng cho sau này. Vận trình tình cảm lý tưởng, người độc thân vượng đào hoa, dễ tìm được đối tượng ưng ý, tuyệt đối tránh đứng núi này trông núi nọ, kẻo bỏ lỡ cơ hội có được tình yêu đích thực, người đã kết hôn cần đề phòng đào hoa sát, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Về sự nghiệp, coi bói tử vi phương Đông nhận thấy, bước sang tháng 6 tháng 7 âm lịch, vận trình sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu có biến động khá lớn, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực, Sửu thổ vững vàng tâm thế, làm việc quyết đoán, chắc nịch, hễ đưa ra quyết định gì là y như rằng sẽ gây tiếng vang lớn, tạo dựng lòng tin trước tập thể, nên càng dễ dàng được ưu ái, tín nhiệm, đề xuất thăng chức tăng lương. Được tử vi các tinh soi đường chỉ lối, những chú trâu càng nhạy bén trong xử lý công việc, hành sự sáng tạo, liên tục được ban lãnh đạo cử đi công tác, hoặc tham dự các buổi hội thảo xúc tiến thương mại, ở đó bản mệnh đóng vai trò chủ chốt, là trung tâm của mọi sự chú ý, càng tự tin quyết đoán, bạn càng dễ tỏa sáng. Với những ai làm chủ tư nhân kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, đây sẽ là cơ hội tốt để bản mệnh đẩy mạnh quá trình phát triển, hùn vốn lớn mở rộng quy mô, mạnh dạn đi đầu xu thế, làm những điều mà người khác tưởng chừng không thể lại càng dễ tạo dấu ấn riêng, mang tới thành công rực rỡ. Tuy nhiên, nếu bản mệnh có ý định khai trương hay mở cửa hàng, cửa hiệu thời điểm này, bản mệnh cần cân nhắc kỹ trong tháng cô hồn, kết hôn hoặc khai trương, nên hay không, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành thì mới dễ dàng tránh được xui xẻo. Mặc dù công việc có nhiều biểu hiện xuất sắc, được cấp trên trọng dụng đánh giá cao, nhưng làm gì tuổi Sửu cũng cần chú ý mọi việc xung quanh, tránh tình trạng bị tiểu nhân tranh phản, gây điều phiền hà ảnh hưởng tâm trạng sức khỏe. Sự chi phối của thực thần có thể gây mất tập trung, dễ bị tiểu nhân đánh trúng chỗ hiểm, tìm ra điểm yếu mà tự tung tự tác cản trở quan lộ, nhưng kẻ xấu trong bóng tối bạn ở ngoài sáng, dù thận trọng đến mấy cũng dễ bị đâm sau lưng, vậy nên cái gì cũng có mức độ. Nhượng bộ mãi mà không nghe sẽ có lúc phải cứng rắn ra mặt để tiểu nhân kinh hãi mà bỏ chạy. Về tài lộc, Sửu thổ tàng kim, tháng 6 tháng 7 âm lịch dương kim vượng, thúc đẩy tài khí hanh thông, tuổi Quý Sửu không cần đắn đo chuyện tiền bạc, tiền hết rồi lại có miễn là bản mệnh chăm chỉ kiên trì làm việc. Tài lộc trong tháng vượng, nguồn thu nhập cả chính và phụ đều có xu hướng tăng, thứ tài có phần nhỉnh hơn đôi chút, thích hợp với việc đầu tư nếu có tiền rảnh rỗi. Thay vì gửi tiết kiệm trong ngân hàng, bạn có thể trích ra một phần để kinh doanh, đầu tư, tiền trong nhà là tiền chửa, tiền ra ngoài là tiền đẻ, đừng để tiền rảnh rỗi quá lâu không hề có lợi cho bạn. Ngoài thực lực kinh tế, nỗ lực bản thân, kinh doanh buôn bán cũng cần có duyên mà đảm bảo tuổi Sửu hài hòa, hành xử khéo léo chân thành, không cảm thấy quá khó trong cách giao tiếp hay tạo dựng duy trì các mối quan hệ xã giao hữu hảo, đó chính là duyên ngầm của bạn. Hãy mạnh dạn phát huy để mọi việc tiến hành theo đúng kế hoạch bạn đã kỳ công xây dựng. Khi đã kiếm được nhiều tiền, tuổi Quý Sửu cần lấy tích lũy làm trọng để dùng cho tương lai. Có lẽ nhắc nhở điều này với con giáp Chu Toàn. Biết tính toán lo liệu trước sau như bạn hơi thừa, nhưng dẫu sao tác động từ những yếu tố bên ngoài là khách quan, vẫn có ảnh hưởng ít nhiều, thận trọng không bao giờ thừa. Thêm nữa, tháng 6 tháng 7 là tháng cô hồn, được quan niệm là tháng nhiều âm khí, dễ gặp xui xẻo. Bản mệnh cần lưu ý những kiêng kỵ phong thủy sẽ tránh được điểm xấu. Về sức khỏe, sang tháng 6 tháng 7 âm lịch,
Sức khỏe của người tuổi Quý Sửu có phần giảm sút, bản mệnh sinh cho tháng, lực khí hư hao, cơ thể dễ bị suy nhược do căng thẳng thần kinh. Áp lực cuộc sống, bản mệnh vốn tham công tiếc việc, lại tham vọng và coi trọng sự nghiệp, sẵn sàng vì công việc mà lơ là việc chăm sóc sức khỏe, nhất là nữ mệnh. Ngoài công việc bạn còn phải dành thời gian cho gia đình, con cái, cảm giác cuộc sống lúc nào cũng tất bật, muốn nghỉ ngơi, nghĩ cho riêng mình cũng khó. Với người độc thân thì dễ dàng hơn đôi chút, bạn có thể chủ động sắp xếp lịch làm việc, tự thưởng cho mình một vài ngày nghỉ để nghỉ ngơi, đi du lịch tận hưởng cuộc sống, phục hồi thể lực. Kiểm tra sức khỏe định kỳ là việc mà bạn cần duy trì, không chỉ cho bản thân, mọi thành viên trong gia đình cũng cần được quan tâm như vậy. Đừng để tới khi cơ thể suy nhược quá nhiều, nhan sắc xuống cấp mới vội vàng tìm cách chữa trị, lúc ấy hiệu quả không cao mà lại tốn thời gian tiền của. Tử vi tháng 8 âm lịch. Xem bói tử vi phương Đông trong tháng Quý Dậu, lộc tự cung của bản mệnh gặp hoa cái và bạch hổ tinh, nên vận trình công việc gặp nhiều trở ngại, xuất hiện họa quan trường, lao ngục, đường công danh đầy ắp khó khăn, áp lực lớn, vì thế bản mệnh cần phải nỗ lực hết mình, tập trung hết tinh lực mới có thể xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, một khi đã lội ngược dòng thuận lợi, thì thành công gặt hái được lớn lao vô cùng, thế nên khó khăn đừng vội nản lòng, bản mệnh làm việc hết sức thận trọng, giữ thái độ điềm tĩnh, sáng suốt trong xử lý vấn đề, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, không được quyết định bừa bãi, lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội kẻo hỏng chuyện. Nguyệt lệnh lâm mộ ở Sửu, vận trình tiềm ẩn huyền cơ, có thể biến động theo hướng tiêu cực nếu Sửu thổ bảo thủ, không chịu nghe lời khuyên nhủ của người khác, hoặc làm việc độc lập, đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể, muốn làm việc lớn chỉ dựa vào sức mình thôi chưa đủ. Cần liên kết tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh, quý nhân bán hợp sẽ thôi thúc bạn làm điều đó, cụ thể như sau. Về sự nghiệp, tử vi năm 2024 chỉ ra rằng, bước sang tháng 8 âm lịch, nguyệt lệnh lâm mộ ở Sửu, trạng thái vận trình còn yếu ớt, trong khi đó, lộc tự cung lại gặp hoa cái và bạch hổ. Tiềm tàng điểm hung họa bất ngờ, may mắn có tam hợp quý nhân giúp sức, bản mệnh vẫn có thể gặp hung hóa cát nếu hành sự thận trọng và không ngừng cố gắng. Trong công việc, tuổi Quý Sửu luôn phải đề cao cảnh giác, cẩn thận khi xử lý các loại giấy tờ, văn bản, hợp đồng, tập trung tinh thần cao độ. Đừng lơ là rồi buốt xa gà chết, ký tá không đúng rồi phải bỏ tiền túi ra đền bù, đồng thời thận trọng trong các mối quan hệ hợp tác làm ăn. Đừng nghe lời phỉnh nịnh mà giao tiền bạc, giấy tờ nhà cửa cho kẻ xấu kẻo mất cả chì lẫn chài, thậm chí, nghiêm trọng hơn có thể dính tới pháp luật, họa quan trường, lao ngục. Sửu thổ vốn điềm tĩnh, chắc chắn trong cách suy nghĩ, tuy nhiên, vì hoàn cảnh tác động, áp lực tứ phía, đôi lúc bản mệnh thiếu sáng suốt, bị cảm xúc lấn át, có thể hành động bột phát nóng vội bất chấp hậu quả. Thời điểm vận khí đi xuống, tốt hơn hết nên lấy ổn định làm trọng, tiếp tục tập trung giải quyết dự án cũ, hạng mục mới tính sau, đừng ôm đồm nhiều việc cùng lúc, kẻo việc nào cũng dở dang không hoàn thành được, không thể phủ nhận một mình làm việc độc lập cũng có cái hay riêng, nhưng nếu tách biệt khỏi tập thể thì không nên, dù giỏi giang tới đâu, thì cá nhân một người cũng chưa thể khẳng định được điều gì, nếu biết tận dụng sức mạnh tập thể, cùng nhau cố gắng công việc cũng như áp lực được san sẻ mà thành quả thu về cũng lớn hơn. Về tài lộc, trong tháng 8 âm lịch, dù nguyệt lệnh không ủng hộ, công việc cũng lên xuống bất ổn, nhưng lại có quý nhân tam hợp nâng đỡ, tuổi Quý Sửu ổn định kinh tế, thu nhập đều đặn, kiểm soát tình hình tài chính tốt nên chi tiêu vẫn thoải mái, không hề cảm thấy eo hẹp, mức thu nhập của người làm công ăn lương ổn định, không giảm, nhưng cũng chưa thấy dấu hiệu tăng, ngoài nguồn lương chính. Hầu như không có khoản thu ngoài luồng nào, nếu có chỉ là khoản tiết kiệm mà bạn dành dụng được trước đó, muốn đi du lịch xa hoặc mua sắm thứ gì đó đắt tiền lại phải đặt lên bàn cân để cân nhắc. Tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, tài lộc có lúc lên xuống bất ổn, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng quá nhiều, mọi việc vẫn được tiến hành khá suôn sẻ. Lợi nhuận thu về khả quan, đầu tư giai đoạn này không thuận, nhất là đầu tư mạo hiểm, khi nhận được lời đề nghị hùn vốn đầu tư của người khác. Mệnh chủ cần thận trọng xem xét lại các nguồn thông tin, đừng thấy người khác làm ào ạt mà mình cũng tát nước theo mưa, làm ăn thiếu hiểu biết đồng nghĩa với thua lỗ càng lớn. Sự xuất hiện của bạch hổ phá tinh không chỉ gây áp lực tinh thần mà còn mang điềm báo hao tài tốn của, tiền bạc vừa kiếm được lại tiêu bằng sạch, hầu như không tích lũy được. Trong tháng nếu phát sinh những giao dịch tiền bạc quan trọng hay vấn đề vay mượn tiền của, tuổi Sửu cần đề cao cảnh giác, đừng bị lừa gạt hoặc dính dáng tới pháp luật, để chủ động nắm bắt vận trình của mình. Tuổi Sửu đừng quên theo dõi tử vi hàng tháng. Tử vi chọn đời được cập nhật liên tục trên kênh Minh Đường Tử Vi mỗi ngày nhé. Chúc anh chị tuổi Sửu sẽ làm giàu thành công, đổi đời giàu có trong thời gian tới. Về sức khỏe, sang tháng Quý Dậu, tình trạng sức khỏe của người tuổi Quý Sửu không có gì đáng lo ngại.
Ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vặt, sửu thổ sinh xuất cho tháng, cơ thể có phần suy nhược, cần nghỉ ngơi nhiều, ăn uống tầm bổ, nhất là chú ý cải thiện tâm trạng. Đừng suy nghĩ quá nhiều về bất cứ vấn đề gì, tinh thần là một trong những yếu tố mang tính quyết định tới sức khỏe, vì thế hãy sống vui, ắt sống khỏe. Những chú trâu đừng cậy sức mà tham công tiếc việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Có sức khỏe sẽ có tất cả, trước tiên hãy đầu tư cho sức khỏe, rồi công danh, tiền bạc sẽ tới. Quý bản mệnh tuổi Quý Sửu thân mến, Victor Hugo từng nói, trên đời này thứ mênh mông nhất là biển khơi, rộng lớn hơn cả biển khơi chính là bầu trời, mà bao la hơn cả bầu trời chính là lòng người. Người nhân hậu sẽ không so đo với sai lầm của người khác, bởi họ biết trên đời này còn có thứ quan trọng hơn so đo rất nhiều, đó chính là khoan dung và độ lượng. Trong cuộc sống, những người phúc hậu có tấm lòng rộng lượng sẽ rất ít khi xảy ra mâu thuẫn với người khác, cũng vì là người phúc hậu nên tấm lòng bao dung của họ rất lớn. Lòng bao dung chính là chìa khóa để hóa giải mọi mâu thuẫn, nhường nhịn lẫn nhau, chịu lùi một bước chính là trời cao biển rộng. Hạnh phúc an yên là nhờ lòng nhân hậu, đau khổ tổn thương là vì tính toán hơn thua, lòng khoan dung sẽ khai sáng cuộc đời bạn. Một người đứng ở vị trí càng cao trong đoàn thể, nếu không có lòng bao dung, chỉ cần nghe lời phê bình của người khác là lập tức tỏ thái độ đối địch với người ấy, thậm chí còn kéo bè kết phái để cô lập người đó. Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực rất lớn tới cả tập thể, cũng chính là đang tạo nghiệp. Cho nên, một người đứng ở địa vị càng cao, càng phải có tâm thái xứng đáng với vị trí của mình. Mỗi một lời nói hành động, hành vi cử chỉ đều phải làm đẹp cho đoàn thể của mình. Sự khoan dung mới là cách tốt nhất để tránh xa những kết cục tiêu cực. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết video ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút trải nghiệm thú vị và hạnh phúc. Hãy đăng ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất trên kênh và có nhiều bài học quý giá cho bản thân và gia đình quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.